Sau hơn 12 tiếng khắc phục sự cố, đến 11 giờ 30 phút trưa nay 7 tháng 7, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã hoạt động trở lại. Trước đó, sau khi nhận được thông tin về sự cố xà lan chở hàng va chạm với cầu Tam Bạc hay còn gọi là cầu Quay lúc 19 giờ 30 phút hôm qua, khiến cho đoạn đường sắt trên cầu bị hư hỏng nặng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Hải đã nhanh chóng triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố. Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng, xà lan vận tải hàng hóa di chuyển từ sông Lạch Tray vào sông Đào Hạ Lý. Khi tới gầm cầu Quay thì xảy ra vụ va chạm. Vụ va chạm khiến cho cầu Quay bị biến dạng, ray đường sắt bị lệch, phương tiện thủy bị hư hỏng phần khoang lái. Đến 9 giờ ngày 7 tháng 7, đơn vị sửa chữa cơ bản hoàn thành và bắt đầu căng lại đường sắt. 11 giờ 30 phút, chuyến tàu LB3 từ Hà Nội về Hải Phòng đã có thể đi qua cầu, đảm bảo về đến ga Hải Phòng theo đúng lộ trình. Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng đã trở lại hoạt động bình thường. Ban An toàn giao thông thành phố, công an thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra vụ việc.